video này thứ 140. Vợ chồng mình đang đổ đèo ở bên phía Đà Nẵng, ở đèo Hải Vân. Trên đỉnh là chia Hải Vân với đèo Hải Vân bên Đà Nẵng và một bên là Thừa Thiên Huế. Mình đang qua khỏi đỉnh đèo và mình đổ bên Đà Nẵng, chuẩn bị đi xuống thành phố Đà Nẵng các bạn, trong hành trình xuyên Việt Bắc Nam của vợ chồng mình. Vợ chồng mình đang đến thành phố Đà Nẵng. Đường đèo này dễ đi. Thành phố Tam Kỳ. Mở đường giờ đâu ai đi không phát lớn, đường du lịch thôi, mở rộng thì thua thôi. Rộng như là thoải mái. Giờ là đâu được. Về là tiếp tục các bạn. Trên đỉnh đèo Hải Vân gió dữ quá,
xe trong cái chỗ đừng nghỉ. Gió dữ lắm, gió u. Đó đâu dính líu gì ngoài đó. Không vậy sang máy bay. Cái cảng là cảng nhập hết đèo phải không? Hết rồi, giờ xuống dốc thôi. Thì đèo đang đỡ đổ đèo mà, nhưng mà gần xuống đất rồi. Ý là gần xuống là hết rồi. Đậu xuống đây được. Đậu đừng đậu nó cong quá. Kẹt chứ đậu tốt được. Đi bộ cũng hơn 5 km. Chỗ nó xe xăng dầu ra. Là đi xin đường thôi chứ đâu phải là cơ quan chức năng đâu. Đi xin đường ở đây xin đường thì cũng như xin đường chứ không quyền bắt buộc người ta. Đâu có chức năng bắt buộc người ta đậu hay là chạy. Chỉ xin cho nhường cho xe của công ty ra vô. Đạp sẽ đạp cũng được. Đó, nãy Mỹ nãy gần kết em đấy. Mỹ đạp sẽ đạp được. Mỹ đạp đi tới đó nên đẩy không. Mỹ đạp không nổi thì Việt Nam mình là nào. Việt Nam mình đâu có đẩy nổi. Anh biết hết có camera đó. Quay. Xe này bị phạt gì quay. Lên lần đó. Đây nó mấy chiếc xe này nè. Quay thì công an hỏi đang lại quay. Lắng lên lần đó. Này cái trạm xe giao thông nữa. Đó tới đây luôn. Thì đó thì nó đứng nó nhất là đậu dừng ở trên đèo. Mấy chiếc này bắt rồi nè, bị bắt rồi nè. Đậu dừng ở trên đỉnh đèo rồi. Đậu lấn ra ngoài. Lấy cái tấm chắn rìa này chiếc đầu. Nhỏ phải khác gì đâu. Ừ. Đó.
gió thổi rèm mấy cánh quạt. Trên đèo có cái đồ quạt. Nói cắm đậu cắm dừng mà đậu dừng. Camera. Với ta cắm dược á, dược á. Camera là ta có quay thì trên đủ hết á. Đủ góc độ. Cái dược. Ta cắm dược mà nó dược nãy chạy hồ ao mình đó. Mình chạy tăng 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 từ từ từ. Định là 40 từ chạy gấp chạy lẹ đang kho bạc nắp tiền. Vô trong Đà Nẵng vẫn chưa có mạng internet. Rồi giờ có đó, mất ba làng đó. Đi vô tới Tam Kỳ 88 cây số chạy phải re. 1:20. Giờ mất 3 giờ. Vô ngay khách sạn Phú Long nghỉ nữa. Mất 3 giờ. Anh điện tư thì đường Nguyễn Lương Bằng ở thành phố Đà Nẵng. Bình thường chuyến đi kia là mình chạy đường ven biển, bữa nay không ven biển.
biển mà chạy trong thành phố Đà Nẵng này vẫn là của hồi xưa, là có lẽ là quốc lộ 1. Cháu chờ, chờ nấu mới có bán. Đấy, cháu chờ, cháu chờ cơm chữ nè, cháu chờ. Chạy qua chạy lại cái đèn, cái đường ra xe lửa này riết đuối á, cái chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại 40 là xe anh lớn, xe tải lớn. Đi hết từ đầu biển cho tới cuối biển luôn, khỏi ai thắc mắc. Đi hết đầu biển tới cuối biển, đi qua biển Quảng Nam luôn. Giờ này 4 giờ rồi mà không ai tắm biển. Vậy chứ sao Sầm Sơn á mà người ta nùm nộp nộp. Sầm Sơn người ta tắm gì? Sầm Sơn là nó sông Túc, vì nó có 2 cây số. Người ta nùm nộp nộp còn biển thì quá dài. Này nó thành phố trực thuộc trung ương, nói như thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, Cần Thơ với Hải Phòng. Có 5 cái thành phố trực thuộc trung ương. Muối hay gì, tượng trưng muối hay gì? Tượng trưng muối không? Ai biết đâu. À, đại đó. Muối thì giống cái núi lửa chứ muối thì đó. Cái trắng nè. Tượng trưng cái núi lửa. Đà Nẵng có đẹp không? Thấy đây mình vô.
khác thì thành phố Hồ Chí Minh mình phải có sung túc hơn không? Mình thấy người đầu này chán đi tắm biển thì quán ăn không cứ để nhà hàng, nhà hàng gần góc vỉa hè không có nhà hàng đâu, thường làm ra giá vậy. Chạy cả cặp cầu sông Hàn đi qua trung tâm, chạy lên cầu sông Hàn luôn. Và vợ chồng mình kết thúc video ở bãi biển Đà Nẵng các bạn.